là mình gửi các bạn cho bạn Trang á thì bạn không đồng ý. Chắc các bạn giới thiệu cho mình người khác đi, chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Rồi, em mới nhắn cho vợ em tin đầu tiên là chào mày. Thì vợ em nhắn cho em là chị chào lại mày. Nhưng mà kiểu như cái ngày hôm đó mà chồng em mà kêu mà chào em hay là chào bạn thì chắc cũng không có mặt tại ngày hôm nay đâu. Thì nhìn thấy cũng khá ấn tượng, trắng tươi. Trắng tươi. Sao em kêu là chị có ngay, ai quên chị có. Đồng ý đại đi, xong hồi vài ba tháng thấy kiểu say đắm, xong hồi mình bé. Quá. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Duy Khương. Em năm nay 27 tuổi, hiện em đang công tác ở sư đoàn 9 quốc đoàn 4 ạ. Khương là quê ở đâu? Dạ quê em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Một thành phố mà chị rất là yêu. Thế còn vợ của Khương? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận cùng chị Thanh Vân cùng toàn thể mọi người trong khán đài ngày hôm nay. Thì em tên là Thu Trang, hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng. Thì em năm nay thì cũng gần tròn 18 tuổi, cộng 10 ạ. Thấy vui rồi đấy nha, thấy vui vô lòng. Rất là hóm hình nha. Cơ duyên nào mà hai người lại gặp gỡ nhau vậy? Lúc đó là em mới ra trường, thì em có một cô bạn thân. Thì em với bạn đó cũng là độc thân luôn. Thì hai đứa mới quyết định là em sẽ giới thiệu cho bạn đó một chú bộ đội. Và bạn đó cũng giới thiệu cho em một cô gái. Thì khi đó là bạn giới thiệu cho em là vợ của em hiện tại. Thì lúc đầu bạn khá là chảnh. Em gửi lời kết bạn qua Facebook ạ, thì bạn không có đồng ý. Em mới hỏi cho bạn em là mình gửi kết bạn cho bạn Trang á, thì bạn không đồng ý. Chắc các bạn giới thiệu cho mình người khác đi, chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Nhưng mà mình nhìn cái giao diện á, mình nhìn cái hình thức thì mình có kết liền không? Dạ thật đầu thì em qua nhìn qua Facebook thì bạn cũng rất là xinh ạ. Dạ cũng có ưng ý. Thì hôm đó là bạn của em thì cũng nhắn cho Trang đồng ý kết bạn đi. Thì tối hôm đó thì bạn Trang có đồng ý kết bạn. Thì lúc đầu em cũng suy nghĩ không biết nói lời chào bạn Trang như thế nào cho có ấn tượng. Thì tại vì em với bạn kia thì cũng là bạn thân nên hay xưng là mày tao đó. Em mới nhắn cho vợ em tin đầu tiên là chào mày. Thì vợ em nhắn cho em là chị chào lại mày. Thì lúc đó là em mới thấy là vợ em rất là cá tính đó. Đó. Ủa nhưng mà khi mà em nhận được một cái tin gọi là chào mày, em có hết hồn không? Dạ thì em cũng thấy kiểu như là cũng lẹ lắm. Bình thường này chào em, chào bạn các kiểu gì đó. Nhưng mà kiểu như cái ngày hôm đó mà chồng em mà kêu mà chào em hay là chào bạn thì chắc cũng không có mặt tại ngày hôm nay đâu. Đây là tìm điểm khác biệt. Cố tình thì, em. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ông này tự nhiên vô tán gái mà chào mày. Xong rồi em cũng nhỉ lẹ chứ. Xong rồi em cũng lướt chắc cũng phải 7-9 lần cái Facebook. Thì nhìn thấy cũng khá ấn tượng, trắng tươi. Trắng tươi. Cũng duyên. Cũng cười, có nụ cười rất là duyên. Rồi em mới quyết định gọi là em trả lời là dạ, chị chào mày. Chị chào lại mày, tại em biết ông ấy 96, ông nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đã biết về bạn ấy rồi. Dạ tại vì thì bạn em có giới thiệu thì cũng nói sơ qua là bạn của bạn em tại hai đứa chơi chung. Sau em kêu là chị có ngay, ai quên chị có. Dạ lúc đó là vợ em cứ bắt em gọi là chị. Thì vợ em mới chấp nhận nói chuyện nha. Thôi em chấp nhận em lùi một bước. Thôi dù vì sau này cô ấy cũng gọi mình là anh thôi. Đúng rồi. Đến khi nào thì mới gặp nhau ngoài đời? Dạ tụi em quen nhau là khoảng 3 tháng ạ. Ồ 3 tháng sau mới gặp nhau ngoài đời. Dạ đúng rồi. Là khi đó là bạn vợ em thì làm ở Bảo Lộc. Dạ hai tụi em lên đang yêu xa. Thì em tán bạn ấy trong vòng vẹn trong 7 ngày thôi. Dạ. Đó thì em nhắn cho vợ em á là trước giờ thì em chỉ tán một người nào dưới 1 tuần thôi. Tại vì khi mà tình yêu đến với nhau á là mình phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nếu mà có thiện cảm rồi á thì nếu mà em chấp nhận thì em yêu anh. Và vợ em lúc đấy là vợ em đồng ý. Mà đã gặp nhau bao giờ đâu? Dạ. Nhưng mà tụi em tuy xa cách về mặt địa lý nhưng mà cảm giác là tình yêu của hai người rất là đông đầy đó chị. Thế rồi gặp nhau như nào? Gặp nhau trực tiếp như nào? Có bị sốc vì người kia không trắng tươi như mình nghĩ? Dạ thì cái khúc mà anh ấy tán em 7 ngày á là cái lúc đó thì kiểu như em chưa có tình cảm với ông đâu. Mà chẳng qua thấy nói chuyện ông cũng thú vị. Hai đứa rất là kêu, nói cái câu đó kêu không? Sao ông thấy kiểu cũng ghét lắm kìa. Em là em kêu là thôi chắc là đồng ý đại đi. Xong hồi vài ba tháng thấy kiểu say đắm xong hồi mình đá. Quá. 3 tháng sau thì lúc đó thì em đang làm ở ngân hàng dưới Bảo Lộc á. Xong kiểu em cũng, ông cũng là một phần lý do. Hai nữa là kiểu như là em cũng muốn thay đổi môi trường thì em lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì gặp ông ấy thì ông từ quân đội bước ra thì thấy cũng mình hết hồn nữa. Ủa cái lúc đó là em lên trên trại quân đội gặp ảnh? Dạ đúng rồi. Thì em lúc đó là em xuống Sài Gòn là em ở quận 12. Thì anh ở Củ Chi. Thì hai đứa này hẹn nhau đi Long An chơi. Thì mà cái khúc Củ Chi thì nó gần Long An hơn. Nên là em chạy xuống. Ông bước ra kêu với em có tin nhắn. Anh 1m7, em thì mình 1m6. Thì thôi quen trai 1m7 cũng được. Có gì 1m7 mà không thấy. Sao có nhầm người hay không vậy? Rồi qua hỏi anh Duy Khương à. Anh nè, em cho em phải không?
Và lúc đó em mặc vi một bộ đồ ninja hở hai mắt. Em chạy xe máy mà. Lúc đó thì em ra cổng em rất là bất ngờ. Thì em chỉ nhìn thấy cái cặp mắt của vợ em thôi. Vợ em mặc một đồ chống nắng ấy, nó hay gọi là ninja. Thì bắt đầu thì em thấy bạn dáng khá là đẹp. Em chở bạn xuống Long An thì lúc mà hai đứa đi chơi thì bạn mới bỏ bộ đồ ninja của bạn ra thì em mới thấy toàn bộ gương mặt của bạn. Đúng đấy. Yeah. Em rất là ấn tượng, em thấy bạn xinh gái hơn ở ngoài rất là nhiều. Xinh gái hơn trong Facebook luôn. Đó. Đến lúc nào thì em cái kế hoạch của em nó thất bại là bởi vì anh ấy là không thể nào đá được. Vậy thì trong thời gian quen nhau thì kiểu anh ấy cũng quan tâm, chăm sóc, cũng là một người khá là nhẹ nhàng. Kiểu như là em thì con gái mà nhõng nhẽo vô cớ, nhiều khi mình biết là mình sai, mình vô lý. Nhưng mà ông vẫn nhận hết là sai phải không ạ? Em đúng kiểu vậy. Tuyệt vời nha. Dạ. Nên là kiểu như là không có lý do gì để chia tay, xong rồi kêu kiểu cứ dần dần qua năm tháng thì tụi em quen nhau đến hiện tại bây giờ là 5 năm rồi. Thì cũng cái suy nghĩ đó thì nó biến mất lúc nào thì em cũng không biết. Cái lần đầu tiên mà đi chơi như vậy á, là có tranh thủ nắm tay hay là vuốt tóc hay là hôn má gì không cơ? Anh à, suốt ngày chỉ có cái đấy là anh. Dạ có với anh, lúc đó là hai tụi em đi chơi thì cũng đi dạo ở một công viên rất là đẹp. Thì em cũng dù bạn chụp hình, nhờ người khác chụp dùm thì em cũng tranh thủ cũng nắm cái tay. Thế lúc em chỉ có hôn nhẹ lên trán của bạn thôi. Dạ. Và khi nào có nụ hôn đầu tiên? Hôn đầu tiên là khi đó em qua bên quận 12 chơi. Bạn mới dắt em qua công viên Gia Định. Dạ. Lúc đó thì tụi em vừa nắm tay vừa trò chuyện. Xong rồi tới một đoạn tình cảm dâng trào thì em đứng lại em nhìn bạn. Bạn cũng nhìn em. Và em trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Đó. Của em luôn. Của em dành cho bạn thôi. Của em dành cho bạn. Cái cảm giác, cái nụ hôn đầu tiên nó làm sao Khương? Dạ, nếu mà đường là vị ngọt nhất thì chắc vợ em là tuyệt vời. Ôi, tan chảy chua. Thế còn món quà đầu tiên mà em dành tặng cho cô gái này là gì? Anh ấy làm cho em một cái trái tim mà bằng vỏ đạn ấy ạ. Xong cái hình là cái tụi em cái hồi mà đi Long An chơi thì ông ấy rửa ra cái hình 4x6 rồi gì đó nhỏ nhỏ, ông dán lên vô. Xong trang trí kim tuyến đẹp lắm. Em cũng thấy ấn tượng, đèn nhấp nháy. Em thấy bộ đồ có khéo tay. Ôi, anh có sao mấy anh bộ đồ khéo tay nhỉ? Trời. Con tụi làm một quà không à? Còn món quà gì ấn tượng hơn nữa không Khương? Dạ có. Món quà gì ạ? Cái hồi đó là mới nói chuyện với nhau được 3 ngày à. Thì em lúc đó thì em đang ở quê này, em ở Di Linh. Xong ông ấy gọi cho em là gì chiều khoảng 3-4 giờ em chạy ra ngoài đường lộ nha. Con cháu anh nó gửi đồ cho anh. Thì anh kiểu như anh biết em mới quen thì đâu có nhận quà đâu. Anh kêu gì vừa mới quen nhau đã nhở vẻ rồi. May mà lúc đó em đang làm tóc ở ngoài đường lộ rồi. Em kêu ok. Xong hôm đó trời mưa, con cháu nó đưa cho em một cái bọc đen thui chắc về này, em trở về luôn, về nhà em gọi cho ông, anh gửi cho em gì vậy, nhìn giống bom vậy. Em hỏi mẹ ơi cái gì đó, con chả biết nữa, của bạn con gửi á. Lúc mà cắt nó ra tự nhiên nó phành ra một con gấu 1m6 cao bằng em á, to bằng em á. Thế là mà làm nào mà nhét được vào ba? Nó hút chân không ạ. Hút chân không? Nó hút chân không, nó cứng ngắc luôn. Thời hạn đó thì em mới quen vợ em thôi, thì muốn nói chuyện cũng có ấn tượng thì em muốn em gửi cho bạn em một món quà gì đó mà tượng trưng lại em ở gần bạn. Thì em có một cô cháu phải cao 1m6. Yeah. Em. Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi cưới? Dạ, tụi em quen nhau khoảng gần 5 năm ạ. 5 năm mới cưới á? Dạ đúng rồi. Tại sao lâu dữ vậy em? Tụi em quen nhau khoảng 5 năm tại vì ba mẹ em thì lúc mà em mới quen bạn thì em dắt về nhà thì ba mẹ em biết là bạn tuổi heo thì ba em kêu là thôi hai đứa quen nhau thì đằng nào cũng cưới, đợi bạn được tuổi. Thì mới cho hai đứa làm cái kết hôn và cưới. Thì khi mà về nhà ngoại em á thì nhà ngoại thì không chịu. Nhà ngoại kêu là con gái cũng lớn rồi nên cưới sớm đi. Nên tụi em mới quyết định là năm 2022 thì tụi em đăng ký kết hôn trước. Xong rồi năm 2023 mới đầu năm nay thì em mới tổ chức đám cưới ạ. Ủa nhưng mà cái lúc mà em về ra mắt với bên gia đình của Khương á thì em có lo? Cái ngày đầu tiên về ra mắt thì nó cũng bất ngờ lắm. Thì tụi em đều công tác trên Sài Gòn và quê hai đứa thì cùng ở Lâm Đồng mà. Thì Tết anh chở em về thì em kêu là mới quen nhau thì không có ra mắt nhà trai nhà gái gì đâu. Còn anh thích về nhà em chơi thì về. Xong anh cũng ok. Xong rồi nhà anh Bảo Lộc thì nhà em Di Linh, Bảo Lộc thì từ Sài Gòn về thì tới Bảo Lộc trước mà. Xong anh chở thẳng em về nhà anh ấy, đậu chân xe trước cửa xong mẹ ơi con dâu mẹ về nè. Mẹ ơi con dâu mẹ về nè. Sao kiểu như em có giật mình không? Em thủa cái gì vậy? Có sổ hổ không? Kiểu lúc đó mà kiểu mình chưa chuẩn bị tinh thần, quần áo mặc không chỉnh tề hết, đi đường xe mà đi xe máy nữa. Xong kia cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, cũng run chứ. Xong thấy ba mẹ với là anh chị ở nhà thì cũng rất là dễ thương rồi. Ba mẹ thì cũng hỏi chuyện vui vẻ thôi. Nên là kiểu cũng không có áp lực. Sau thì hai đứa kiểu qua lại chơi hai gia đình từ đó luôn. Đến bao lâu thì em mới cầu hôn Trang? Và cái buổi cầu hôn đó nó có lãng mạn như trong phim không?
Dạ em thì cũng chưa cầu hôn bạn. Em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha, em chưa có cưới đâu. Lúc đó là hai đứa đang đi qua Bình Dương để chơi, qua nhà bạn chơi, xong rồi ông cũng chả nói gì hết. Ông xong ông tới cầu Phú Cường, giữa cầu Phú Cường ông dừng xe lại, ông quay lại ông hôn em một cái. Xong em kiểu như ủa ông làm gì trời, ông cầu máy ông đi tiếp. Ông đừng có cầu hôn. Đúng không anh? Sao cũng không nói gì hết. Xong rồi mấy ngày sau em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha. Xong kêu chứ em không nhớ gì à. Xong kêu làm sao bữa cầu hôn trên cầu Phú Cường rồi đó. Trời ơi. Nhưng mà đáng nhớ mà anh thì... đáng nhớ mà anh. Lên cầu hôn là cầu hôn. Đó. Rồi cưới nhau xong rồi có thấy vỡ mộng hôn nhân không? Bây giờ Khương nói trước đi. Cô ấy có những gì, điểm gì mà em chưa vừa lòng hay nói chung đó là muốn thay đổi xấu đó em muốn thay đổi để cho hoàn hảo hơn. Vậy em thì cũng rất là nhõng nhẽo á. Cô ấy mà thích một món đồ gì là cứ nhõng nhẽo đòi em mua cho cô ấy. Mình nếu không mua thì sao? Dạ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Em chắc là toàn mua cho cô ấy thôi, chứ lúc mà cô ấy đang nhõng nhẽo ta xin rồi em biết là chắc chắn là phải mua rồi. Đáng yêu thế. Nên là mình phải mua cho cô ấy. Bạn ấy rất chiều vợ. Ngoài ra thì bạn còn có tính là cả thèm chóng chán nữa. Vậy em mà mỗi lần mà lướt TikTok anh là thấy mấy chị gái mà hay đi tập gym mà có body đẹp á, thì vậy em kêu anh ơi em chắc em xin đi tập gym giống như mấy chị này, dáng đẹp lắm. Dạ đóng tiền một tháng. Nhưng mà cô cũng quyết tâm mua bộ đồ đi tập gym luôn, trang bị giày đồ. Nhưng mà bao nhiêu ngày? Chắc là khoảng một tuần anh ạ. Chắc rồi vậy em kêu anh ơi đi làm về mệt quá, xong rồi đi tập nữa thôi, chắc em xin nghỉ. Rồi, còn mới đây nữa, mới đây là cũng coi mấy bạn TikTok luôn anh, thấy người ta hay nhảy dây anh, bắt đầu cũng xin em này. Mua dây về. Mua dây về nhảy. Dạ nhảy được một ngày đầu thì hơi đau chân, nên thôi xin mua thêm đôi giày nữa. Dạ thì cũng chắc vỏn vẹn khoảng 3-4 ngày nữa thì em cuối tuần em về nhà thì đôi giày với cái giày dây nhảy là nó một góc rồi anh ạ. Là hiểu được số phận rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ còn mang đôi giày đó chứ còn nhảy dây nữa không? Dạ em cách đó khi nào em có động lực rồi em sẽ tập tiếp. Rồi còn cái tập gì nữa không ạ? Chữ công gia chánh của ấy ok không? Thì đối với con gia chánh thì cô ấy lúc đầu thì nấu ăn thì cũng không hợp khẩu vị của em lắm. Tại vì trong gia đình em thì có truyền thống là đàn ông hay nấu ăn ngon hơn con gái. Ôi truyền thống hay thế. Ba em nấu ăn rất là ngon, là em cũng học được từ ba. Rồi sau này thì mỗi khi mà về nhà thường em hay đứng bếp không? Đúng rồi. Anh hiểu rồi đó. Em làm bếp, em nấu ăn cho vợ, vậy thì có giặt đồ cho vợ không? Câu chuyện này cũng rất là dài anh ạ. Lại dài. Em cứ kể đi. Thì bình thường em cũng hay lướt Facebook em xem những đồ thanh lý á chị. Dạ mình cũng tiết kiệm. Thì em nói vợ ơi, người ta thanh lý cái máy giặt này cũng rẻ đó, có 2 triệu mấy thôi, chắc mua về mình giặt đồ cho tiện. Thế em không, nhà có máy giặt chạy bằng cơm rồi, mua chi nữa anh. Và lúc đấy mới là em hay giặt đồ cho vợ ông à. Mà nó nghe là sao không mua cái máy giặt vậy? Tiết kiệm bao nhiêu công sức? Cũng này một thể dục chị ạ. Hả? Thì tấm này là có hai vợ chồng chị mà cũng đâu có nhiều đồ đâu. Thì bình thường thì ở nhà thì em giặt, còn nếu mà ông về thì em gom 2-3 ngày cho ông giặt lần. Nó đi nhậu chị ạ, nó đi nhậu. Đây là chiến lược anh ơi, kiếm chiến lược rồi. Nhưng mà chồng mà tuyệt vời như này có điểm xấu nào không hả Trang? Dạ anh ấy hay nói to chị. Chắc em không biết là trong môi trường bộ đội sao, chứ về nhà kiểu hay nói to ấy, là em giật mình với nó kiểu như quét em á. Kiểu như là em đang thải rau vô trong nồi đúng không? Ông kêu đưa đưa em. Rồi em giật mình không quét. Đánh gì vậy? Hai đứa gây với nhau. Với lại anh hay mách mẹ em. Tại vì những lúc mà bạn Trang hay ngủ dậy muộn á anh, thì em sẽ gọi cho mẹ vợ. Ơ mẹ ơi con dâu mẹ vẫn đang ngủ này. Ôi ví dụ như vậy. Mẹ vợ á? Con mẹ mình. Dạ mẹ vợ mách mẹ của Trang. Con mẹ gì? Con mẹ. Con mẹ. Làm gì giật mình tưởng con dâu mẹ là mách mẹ chồng là không được nữa này. Không được như thế nha. Là mách mẹ. Rồi. Dạ mách mẹ em. Em đánh thức bạn ấy dậy đi mách thế. Tại vì giọng của mẹ vợ em nghe rất là hay chị ạ. Nếu mà mẹ nói thì em rất là thích. Là thì em thì hay nói chuyện với mẹ. Em muốn chọc cho vợ em thôi. Thôi. Kiểu chọc mẹ thôi. Em chửi cũng kiểu mẹ em nói thì kiểu cũng vui vui á. Ví dụ như ông đang nấu ăn gọi cho mẹ, mẹ ơi hôm nay con nấu ăn cho vợ con nè, hay là đang đâu nhà, mẹ ơi con đang đâu nhà nè, hoặc là đang ăn cơm đúng không, em chưa ăn xong bắt đầu gọi anh gọi cho mẹ nha, xong kêu anh gọi đi. Sao lại có con rể gì thế nhỉ? Dạ thì lúc đấy là em sẽ được mẹ vợ rất là khen. Nhưng mà có nghĩa là em có thích coi như là cái gì anh cũng mét mẹ hết không? Tùy cái thôi anh. Ví dụ mẹ em có nói, mẹ em kêu mày cứ bắt chồng mày làm hết vậy, mày làm cái gì? Kiểu như là anh ấy đi nhậu đúng không, em vừa về đến cửa thì em ngồi ở cửa, em cũng chưa kịp nói câu gì đó. Vợ chửi anh đi, vợ chửi anh cho vui cửa với nhà đi thì em đâu có chửi được. Tao bắt đầu gọi cho mẹ em, kêu mẹ ơi, vợ con gái mẹ chửi con nè. Em chưa kịp nói câu gì hết. Trời ơi, cặp đôi này tấu hài thật đấy. Thì hai vợ chồng có mong muốn là người kia sẽ thay đổi điều gì vì mình không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói với người kia điều mà mình muốn người kia thay đổi vì mình. 12 vợ chồng. Trong thời gian yêu em và cũng cưới em thì bản thân anh rất là
tôn trọng và quan tâm về mối quan hệ này. Tự bản thân anh thì rất là may mắn khi được quen em và yêu em. Thì anh cũng chỉ mong em là vẫn yêu anh như hiện tại thôi. Không có mong em thay đổi gì. Không nhỉ, đối với anh thì em rất là tuyệt vời rồi. Dạ, thì trong thời gian quen anh thì tóm lại là anh cũng là một người chồng tuyệt vời, một người yêu tâm lý. Em cũng chỉ mong anh thay đổi nhỏ thôi. Tóm lại anh thi thoảng ở nhà anh đừng có nói to, kiểu anh hay nói to thì em thấy kiểu như anh hay nạt em á, xong rồi em quạo lại thì hai vợ chồng mình lại mất vui. Dạ. Cảm ơn cái đi. À, thường chúc cho hai vợ chồng Khương và Trang nha, sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn, công việc sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ đều thuận lợi như ý trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một cặp đôi ha, sinh đôi luôn ha, sẽ đến với hai vợ chồng, gia đình của Khương và gia đình của Trang. Tuyệt vời. Tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại sư đoàn không quân 370 sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Liên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng em bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe vô tình gặp Liên, tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm say lòng anh bộ đội này đâu ạ. Bài gì? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên hôm thử này lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi nổi này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cưa sau đó lại ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở, tạm thời biết đã, sau có những chiến dịch sau. Vâng hỏi nhỏ chút xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu đúng không? Thì xin hỏi anh nha, anh lên kế hoạch cưa cẩm Liên á là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lại ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh di tích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Thế lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì, nhưng mà anh ấy rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9:30 là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau, hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường, nhưng mà dần dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Vâng, và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Cái cảm giác đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi, sau đó tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng mình. Bây giờ tắm du kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng mình. Và một hôm liền đi điện cho tôi, mình với nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái độ đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Thì em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh Lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao sướng trong lòng. Có một cái gì đấy lâu trào bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng người ta. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, thế là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi à, cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn. Muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn. Đó là đánh thay nhanh, đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh. Đúng rồi, thay đổi chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa?
sự khi mà anh ấy tỏ tình thì em cũng suy nghĩ. Bởi vì xưa nay con gái ở quê, trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ. Mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu, và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này, nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất một người lính rất là tuyệt vời. Nên là thôi, chấp nhận là thôi, tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ, nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Lin, mất giày rồi Lin. Ôi, thì ngủ quên, là thằng bán trộm lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh không thấy đâu, xong cái đoạn nó mang giày mà anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em không bán. Trong túi lúc bây giờ mình có 100 ngàn, bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn, thế bảo thế thiệt cho mày luôn, đi chân đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, không phải hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Có nghĩa là cái chuyện mất giày là một trong những chuyện nhỏ thôi ạ. Rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lắm? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô, tức là anh đi xe máy tới chơi, xong anh để xe máy ngoài sân, thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô phía sâu sau là nó có cái toilet để mình đi vệ sinh, trong 3-4 phút thôi, thế là quay ra cái là mất xe luôn, mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi, thế là Liên mang vào đấu hay nào? Liên bảo không, em có gì là mất xe mày. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm, bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác, và em thì mới học năm thứ nhất, điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi, nên là rất là nhớ người yêu. Và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai phong độ rồi thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Thế em cũng hoang mang, nên là Tết năm đó thì thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi, và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké, con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được, nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em. Thì em ngồi đến 3 rưỡi rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả, mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ như vậy. Và em ngồi em khóc, em không biết làm gì nữa, đất Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội, và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó thì lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá. Đang xem thì nó say xưa thì cứ cố vừa xem mới đúng rồi, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp một rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp một chạy ra đón Liên, thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đó em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào, nhưng mà nhớ chồng quá rồi nên là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn, thì em nói anh ra đón con, nhưng mà đến 3 giờ rồi, 3 rưỡi cũng đến 4 giờ luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi, nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì ở bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm, em mới dứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn, em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai răng nó rớt. Và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết. Không biết luôn. Đến khi rớt ra mới biết. Tốt thì mình khoe với nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, cái bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, thế nó đuổi, thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này, còn mình chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh bất ngờ và anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá, đến giờ này như Liên ấy là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là
hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, không hiểu sao vậy. Cũng hơi ghen thế. Là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần một cô gái, khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật, mà hỏi thì anh không trả lời, anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này, bạn người kia. Em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc lắm. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong cái mời anh ấy tới cà phê. Thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này. Anh ơi Sen đây này anh. Trời. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương. Cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là nhắn tin vào cái máy của mình. Thế là mình vô tình mình về. Thì về xong để máy ở ngoài cho vợ xem được là có tin như thế. Thế là lên chiến thuật để bắt. Mình nghi ngờ nhưng mà nói ngọt ngào lắm. Nhưng mà hỏi tên thì không ấy. Bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết. Biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi. Đi ra xem sao. Lúc đó làm sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh ấy bị rủ rê như thế. Nên là cứ bực giận trong người cái chuyện đó thôi. Chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh, bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút. Hay là học thì rất nhiều. Nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Ăn lương để em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí, tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị. Lúc nào tối về cũng thấy ngủ hết trơn á, có nghĩa là em đi học về là 9 giờ cái anh nhìn anh nước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tiếp. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy dạ nên là biệt danh là gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả? Là sinh ngày nào? Em sinh ngày 22 tháng 12. Vậy là như là chung gần với là cái ngày một cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy hôm cái nay, tình cờ luôn á thôi. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật của Liên. Xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday cô Liên. Thực ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Cô Hồng Vân, là anh Quốc Thận, xin chào toàn thể khán giả ngay trên đài. Con tên là Nguyễn Thanh Trung, năm nay 36 tuổi. Chào Trung. Dạ. Trung đang làm gì con? Dạ, đang làm cơ quan của nhà nước. Dạ. Trung đang là ở quận mấy? Dạ, Phú Nhuận. Phú Nhuận. Ủa? Dạ. Gần sân khấu cô không? Dạ gần cô. Vậy á hả? Dạ. Vậy con có làm ở bên ủy ban quận không? Hay là làm ở cái trung một cơ quan vòng vòng ngay đó? Con ở dưới phường con. À vậy dạ. Hả? Có phường 11 của cô không? Dạ con ở phường 4. Có qua sân khấu phường... có qua sân khấu cô coi không? Dạ, cũng có, tại họ nghĩ này kia là qua bệnh không á. Rồi thôi mời. Dạ con chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thận và các khán giả xem đài. Con tên là Nguyễn Thị Kim Đính. Kim Đính. Dạ con 34 tuổi. Rồi con đang làm gì? Dạ con làm giáo viên mầm non. À vậy hả? Là con dạy trường trong quận mình hay là? Dạ. Trong quận mình luôn. Dạ. Đừng nói trong hẻm nhà cô nha, trong hẻm nhà cô có mấy trường mầm non á. Dạ con hẻm làm chính đó con. Dạ hồi trước vợ con là làm ngay cái chỗ Nguyễn Đình Chính đó, là cái trường Home Kids. Bây giờ nhưng mà rồi con. Nghỉ rồi. Dạ. Dạ. Cái khu chỗ chị nhiều trường mầm non lắm. Vậy hả? Ừ. Ê, rồi. À, vậy thì chắc có lẽ là hai bạn là chắc chắn rằng là sẽ gặp nhau trong một cái công tác gì đó ở phường đó, ở quận, cho nên là hai bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và quen nhau đúng không? Dạ đúng. Hay không? Giờ cuối em Linh với chị. Hay quá, em Linh quá. Giờ cuối. Lâu lâu em trúng được một lần mà trúng đậm trúng đà đúng luôn. Đúng. Giống như trúng độc đắc vậy đó. Ừ. Trúng lần. Ừ. Đâu hai đứa gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Thời điểm đó là đang là mùa hè xanh, dịch đi đoàn. Thời điểm đó là còn trẻ mà mình còn tuổi đoàn nên mình cũng tham gia đoàn ở tại địa phương. Thì nói chung là khi mà mùa chiến dịch đó thì chung là mới đầu là quen là em của vợ thôi.
tức là quen em trai hay là em gái? Gái em gái à, quen em quen biết thôi đúng không? Quen biết là quen biết bên đoàn thôi em à. Đó là giống như là thiếu nhi của khu phố à. Đó, thì mới quen thì mới cái mùa đó là đang làm lễ cái nhật người xanh mới mời tức là kêu chị hai đi cho vui à. Nói chung đi là đi cho vui thôi đi biết đi đoàn thôi thì tình cờ là gặp rồi tình cờ gặp thì cái ấn tượng đầu tiên của con về bạn này sao? Dạ ấn tượng đầu tiên của con khi con nhìn thấy bạn này thấy ấn tượng gì? Con có thích liền có kết liền không hay là không sao? Con thời điểm đó là nhìn tưởng thiếu nhi con mà nhỏ quá hả? Nhỏ con quá đúng không? Hồi bây giờ là mập hết chứ ờ chứ sao thời điểm đó có ốm mà lúc đó em nhiêu tuổi? Nhi á nghĩ thiếu nhi dạ mới có 20 tuổi nha 20 tuổi thì ổng hơn người ta có 2 tuổi thôi mà ổng nhìn tam tử ta thiếu nhi ổng làm như là ổng lớn lắm không vậy phải đó. Tại vì ổng dậy thì dữ lắm ổng dậy thì sớm ổng cao to nữa em lúc đó em có 42 kg ạ ờ vậy là lúc đó con mét nhiêu? Con có mét rưỡi mét rưỡi mà 42 kg mà ổng chồng siêu ổng chồng lúc đó mét 8 không? Dạ mét 8 đó ổng cao hơn có 30 cm hay nhiêu nhưng mà ốm cũng ốm luôn anh ốm vậy ờ vậy đó hả rồi con gặp ảnh có ấn tượng gì không? Con lúc đó con thấy hả thì kêu tên qua lại vậy thôi rồi xong rồi thấy ảnh nói chung là bình thường à chưa cái ngày đó là chưa có ấn tượng chưa ấn tượng gì hết đó nói chung là hai bạn bạn này thì ấn tượng bạn này là giống thiếu nhi thấy không lại đây chú dẫn đi chơi đúng không còn đây thì không có một ấn tượng gì hết hồi vậy sao quen nhau ừ đó sao cái chiến dịch mùa hè xanh đó thì bao lâu tụi con chính thức quen nhau chắc cũng được 2 tuần hay gì 2 tuần là đang đi cũng lâu quá trời chị ơi con 2 tuần lễ luôn 2 tuần dữ lắm á 2 tuần là 14 ngày á quen là quen làm sao không tại vì lúc đó là cái ngày đó là đi sinh hoạt đàn thiếu nhi mà cái ngày đó ảnh á thì ảnh nói là ngày mai thứ bảy chủ nhật anh bận rồi thôi em dẫn mấy đứa nhỏ sóc mấy đứa nhỏ để cho tham gia chơi lễ hội mùa xanh thì con thì cũng nghĩ là lúc đó là thì thôi thì mình cũng lúc đó cũng vô mùa xanh mình thấy cũng thích rồi thôi cài dẫn mấy đứa nhỏ quan tâm lo mấy đứa đó cũng chơi hòa đồng vậy rồi con mới nói thì cũng nhắn tin qua lại là anh dặn là ngày đó chương trình gì rồi thì con cũng làm theo vậy á sau ngày đó dẫn lên cái coi như là lên tiết mục là ngày chủ nhật ông bà cháu thì anh tối chiều anh mới gọi điện thoại là anh dặn là anh nói tối nay anh lên trễ có gì em á lát hồi lo cho mấy bạn đi mấy bạn nhỏ xong rồi thì lúc đó thì con cũng lo xong rồi tối anh cũng lên anh lên thì lúc đó anh mới nói là anh mới coi thử rồi sao thì lên tự nhiên anh vuốt tóc con anh ngồi sao anh vuốt tóc thì lúc đó con mới có ấn tượng tự nhiên tim đập nó giống như lần là người nó đập trai vuốt tóc đúng không dạ đúng đó. Tức là ngộ ha con người ta cái tình yêu nó ập đến một cách lạ lùng lắm không có cái gì hết trơn vuốt cái pẹt cái là yêu đó sao lạ lùng vậy nhưng mà điều gì mà khiến cho em vuốt tóc cái em bé thiếu nhi này thời điểm nó tóc dài mà nhưng mà cái vuốt tóc đó của con là vuốt tóc của một người anh đối với một em bé hay là của một người con trai vuốt tóc người con gái mà mình đã cảm thấy là mình hơi thích rồi dạ đúng rồi là lúc thời điểm đó là cũng nói chung là tại vì đi chơi không? Với gia đình sao nó cũng nhắn tin qua lại nói chung là cũng đã thích rồi đó là cái vuốt tóc của cái một người con trai với một người con gái đúng không bởi vậy bé này nó mới nóng rần rần chứ còn một người anh mà vuốt tóc một đứa thiếu nhi là không có nóng được em ơi kiểu kỳ lắm còn kiểu bạn trai mà vuốt tóc để tỏ tình đó điện đó con dạ. Điện đó mà lúc đó em có cảm thấy có điện nó xiên mọi người phải không thì có xiên cái dòng mà chị nói em nghe cái tóc á cái điện nó truyền qua tóc dễ sợ lắm thành ra là khi mà cái bàn tay nó nóng lên á mà vuốt cái tóc này á là cái đương sự đó là sẽ bị tóc nó giật ngược cái điện của tóc giật ngược trở lại người nó rần nóng lên là lý do đó thiệt sao em không cảm nhận được đó là em không có tóc lấy gì mà cảm nhận rồi sau đó thì đến bao lâu thì coi như là hai bạn mới có nghĩa là có một cái bước tiến riêng sang. Đi chơi đó. Riêng rồi đi gia đình xe, đi coi phim đồ này kia rồi có ra mắt gia đình không mà gia đình hai bên có chịu không dạ lúc đầu thì có nói chung là cũng có đi chơi rồi tại sao là chủ là hoạt động đoàn sau bữa đó đó rồi có rủ người ta đi uống cà phê rồi đi coi phim đó. Không có không nói chung là sau đó là đi làm công tác sau đó mới rủ về nhà thì rủ về nhà chơi thì thời điểm đó là lúc đó có bố có mẹ rồi có em trai ở nhà nữa rồi sau đó tự nhiên hỏi cái bố mẹ đi công việc hết rồi mà em cũng đi luôn thì nhà chung là cũng có hai vợ chồng ở nhà thôi thì điểm đó là nụ hôn đầu tiên đó ở nhà của em dạ nhất định không ở rạp chiếu phim mà là ở nhà luôn có nghĩa là dắt qua nhà cái hên quá ông bà già đi hết mình tính không bằng trời tính thấy không thiên thời địa lợi đó đúng không dạ. Là chỉ là nụ hôn đó đúng không rồi nè cái lúc hôn á
Lúc nóng giống như là lúc vuốt tóc không? Đó, lúc đó nó tự nhiên mình cảm thấy nó lạ lắm, nó ngồi lần đầu tiên nữa. Bởi vậy rồi sao? Nó tê tê đúng không? Dạ đúng. Rồi rồi, rồi lúc đó không là không ngồi không? Hay đứng? Tại đứng là... Đứng đâu đứng đâu? Đứng là bị khòm xuống đúng không? Rồi sao nè, rồi sau đó thì là nói chung là bên gia đình có biết, bên gia đình của em á, biết được cái tình cảm của hai đứa thì có ủng hộ không? Này cũng đi qua lại vậy á, nhưng mà xong thì tới cái mùa trung thu, nhớ nhất là gia đình bên nhà ảnh á đem qua giống như là ruột để hỏi trước thôi, để giống như hai đứa quen nhau để cho biết hai bên gia đình. Nhưng mà thực chất bên gia đình con không có chịu. Tại sao vậy? Nói là con còn nhỏ quá. Rồi với lại nói riêng con á là nhà nó có khá không mà quen. Rồi phải quen người nào phải có vật chất sau này mới sung sướng. Cho con đỡ khổ đó. Dạ đúng rồi. Quan điểm của ba mẹ. Rồi sao? Rồi thì... lúc đó con biết điều đó không? Tưởng đó là con cũng chung là bên gia đình vợ thì cũng lúc thời điểm là nói như vậy, là em còn nhỏ để đi học thì bản thân cũng nói là để cho em đi học, thì con chỉ qua đây là ta để mà xin phép được quen em thôi. Chứ không có là không có gì. Nhưng mà coi không, như là gia đình bên này không chịu. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi em sao? Rồi cái con cũng làm lì luôn, quen đại luôn, cái xong rồi cũng một thời gian vậy con cũng bỏ đi. Cái bỏ nhà bỏ nhà luôn. Lúc đó là đi, tức là hai đi đứa đâu? Là đúng rồi đó, đi đâu rồi ba mẹ có đi kiếm không hay như thế nào? Nói chung cũng đi kiếm hay gì á. Em đi nhưng đâu mà em bỏ nhà em đi đâu? Kiếm ngay giống như là cái nhà trọ hai đứa ở. Anh cũng vẫn đi làm bình thường. Xong tới giờ về với con vậy. Mà đi con đi có 3 ngày con về. Mấy ngày? 3 ngày. Tại sao về? Thì cái xong lúc đó tự nhiên em thấy anh nói thôi đem về đi, có gì thuyết phục gia đình chứ mình vậy là không có được. Cũng đi. Rồi cũng là hai đứa cũng nói về thì cũng nói dạ dạ. Nói con vậy dạ dạ. Cuối cùng con cũng thời điểm đó là con đi làm vừa đi học nữa. Thì con rồi xong rồi cũng quen. Nhưng mà lúc mà con bỏ đi vậy đó rồi ba mẹ có đi kiếm con không? Có đi kiếm, con cũng biết đi kiếm, rồi xong thấy đi về. Có báo công an được không? Có luôn, đủ. Con bỏ nhà đi mấy lần? Con hả, đi tới 2 lần. Lần thứ hai là cách lần thứ nhất bao lâu? Cũng mấy tháng. Về là lúc đó là cho con ở nhà luôn. Không cho con. Không cho con không, đi, không gặp ảnh. Không cho con đi làm, không cho con gặp ảnh. Dạ đúng rồi, cấm. Sẽ phải bỏ nhà đi lần thứ hai. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi em, cái lúc mà vợ bỏ nhà đi, lúc đó bạn gái bỏ nhà đi, bạn còn rất là nhỏ, và đã vậy bên gia đình bên bạn này lại không thích em nữa, thì lúc đó có sợ không? Nói chung là bản thân thì cũng có hơi sợ một chút. Sợ điều gì? Nói chung là sợ là ví dụ như sau này làm khổ em đó như thế nào. Nhưng mà thì nhìn chung mình cũng suy nghĩ tại thời điểm đó là cũng đã đi làm rồi. Như công việc rất là ổn định, tại làm ở cơ quan nhà nước mà con, và công việc rất ổn định tại thời điểm đó là em vô làm cơ quan nhà nước đã làm rồi. Nói chung cũng tại vì gia đình cấm cản rồi cũng nói này kia. Cũng có thời điểm nói chung là hai bên gia đình cũng có bờ lề qua tiếng lại nên cũng có hiểu lầm, nên bản thân thì cũng cố gắng nên em này đi bỏ đi nhà thì bản thân cũng muốn là về nhà, nhưng mà tại vì do là hai đứa nói chung là thời điểm đó rất là thương nhau. Đó, mới vậy quyết định là thôi để từ từ mình sẽ về mình nói với cha mẹ sau. Nhưng mà lần thứ hai là tụi con đi là tụi con có những cái quyết định gì mà nó dữ dội hơn lần thứ nhất không? Có thời điểm đó là tháng 5, là lúc thời điểm tháng 5 thì đi tới tháng 5 thì gần Tết nữa thì em ăn Tết, rồi sau đó qua tới tháng 5 thì tháng 5 hai đứa con mới làm đăng ký kết hôn luôn. Tự dẫn nhau đăng ký kết hôn luôn. Dạ. Không sợ gì hết. Dạ. Rồi sau đó làm sao? Về mẹ của em biết không? Dạ biết. Tại vì mẹ nói là giờ hai đứa cứ ra làm đăng ký kết hôn. Là mẹ chồng coi như là ủng hộ. Dạ, bố mẹ chồng thương lắm. Bố mẹ chồng thương vợ. Rồi sau đó mẹ chồng mới khuyên, có qua nói chuyện với có mẹ. Mới khuyên nó thôi con về con nói chuyện với gia đình con đi. Chứ nếu mà giờ không nói là không được. Đời mình con gái mà có một lần thì bố mẹ mới khuyên vậy. Rồi con có về không? Dạ có. Rồi về rồi phản ứng của mẹ hay sao? Thì mẹ bà buồn bà khóc mà. Rồi xong cuối cùng là bên gia đình chồng có qua nói chuyện với bên gia đình bên đây không? Dạ có. Rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng là nói chung là cha mẹ của vợ thời điểm đó cũng có đồng ý chưa hay là đã đồng ý rồi. Ừ. Lúc đó thời điểm đã đồng ý thì lúc đó mới mời cha mẹ qua để mà xin cưới luôn. Ừ. Đồng ý mà cũng hơi buồn. Dạ đúng rồi. Buồn là bởi vì đi bỏ nhà đi. Dạ. Rồi đã vậy đi rồi đăng ký kết hôn nữa. Dạ. Đúng không? Ừ. Nhưng mà cũng phải đồng ý. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì mới đám cưới? Dạ vừa nói xong là qua tháng sau đám cưới luôn, hai đứa cho là đám cưới luôn. Ờ. Rồi cưới xong rồi có một cái biến cố gì nữa không? Hai đứa là cưới xong á thì sinh ra lúc đó thời điểm là vợ sinh đứa đầu tiên á là lúc đó 1 tuổi rưỡi thì biến cố lớn là thời điểm đó là em đang bị bệnh. Ai? Con. Dạ. Em bị bệnh. Con bị bệnh, bệnh gì? Dạ, bao tử. Ờ. Bị dạ dày. Rồi sao? Dạ nặng không? Dạ nặng. Thời điểm đó là bác sĩ là chỉ định mổ. Ờ. Nhưng mà sau đó bác sĩ chụp hình như thế nào không biết, nó là phổi có vấn đề nên mới kêu là họ điều trị phổi trước rồi sau đó mới điều trị cái này lại. Trong cái thời gian đó là điều trị phổi á thì cái nhớ kỷ niệm nhất là ngày 14 tháng 5 và 2013 á, là đang ở nhà nói chung là cũng đang bệnh trong người nữa, mình nằm nhà nghỉ ngơi thì tự nhiên nghe tiếng tắt nghe là thấy người mình bắt đầu là đổ mồ hôi rồi nhiều, lên cơn đau là bắt đầu là không biết gì, chỉ biết đau thôi. Ủa là sao, là bị gì? Phải thủng bao tử. Trời ơi, nghe cái tắt luôn hả? Dạ nghe. Con nghe luôn á. Nghe luôn rồi, tiếng lớn lắm. Dạ không có mê, mình vẫn biết cái cơn rồi, đau anh, rất là anh hét lên cái xong bố mẹ chồng mới chạy xuống hỏi ủa có chuyện gì vậy Đính, thì nó hình như anh bị bể ơi. Trời đất ơi. Nhưng mà lúc đó là phổi là đã bớt chưa, đang điều trị cái phổi đúng không? Dạ. Phổi là đang điều trị, đang điều trị phổi mà chưa kịp điều trị đau tử thì nó bể. Tại phổi đó lúc đó bác sĩ thăm khám là phổi không có vấn đề gì, là chuẩn bị là chuyển qua cho để mà đi bao tử đó. Chưa kịp đó. Chưa kịp là nó bỏ, nó bể luôn. Rồi sao đi vô trong bệnh viện thì là bác sĩ vô trong là giải phẫu liền đúng không? Dạ không, trời 8 giờ mà vô mà tới 12 giờ 1 giờ mới cho vô phòng mổ. Mà bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà mổ 50 với 50. Ừ. Rồi coi như là ở người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Trời đất ơi, trời ơi, lúc đó luôn á. Con mới có 1 tuổi rưỡi sao đúng không? Dạ đúng rồi, con mới có 25 tuổi. Trời ơi. Rồi sao con? Rồi sao nữa? 1 giờ mới vô phòng mổ. Dạ. Cuối cùng có mổ không? Đâu dạ, có. Có chứ, mổ phải giải phẫu chứ. Dạ. Tại vì để mà làm lại hết cái bao tử của mình luôn. Cái dịch nó tràn ra hết luôn rồi trong cơ thể mình. Dịch nó ra ổ bụng hết rồi con. Trời ơi, có nghĩa là con bị bể ra luôn đó. Dạ. Bể theo cái kiểu mà giống như nó giống như là nó không phải lỗ nhỏ mà nó bự luôn con. Nó bự mà nó giống như là nó cương, nó như là nó tức hết rồi. Dạ đúng rồi, giống như bong bóng mà bể tan nát. Rồi nghe mà. Dạ đúng. Nghe cái tiếng nổ mà đúng không? Dạ. Thôi khủng khiếp thiệt. Rồi sao kể tiếp đi. Tức là vô trong phòng mổ là em biết hết. Dạ không, phòng mổ là như là không cái lúc mà nằm ở ngoài đi vô á. Dạ, cái lúc mà đi hết. Vô là biết hết luôn. Là biết hết. Ừ. Lúc đó là em đi theo chồng. Dạ đúng rồi. Thôi em cái giấy mà cái sợ. Giấy 50-50. Rồi xong rồi con hả, giống như là phải cầu nguyện. Coi như trông chờ và giống như nghĩ là phép màu. Ừ. Tại vì lúc đó bác sĩ nói là gia đình chuẩn bị tinh thần đi. Đó nghe cái đó khủng khiếp lắm. Nghĩa là 50-50 đó đúng không? Ừ. Nhưng mà rồi mình sao? Vẫn phải mổ. Thôi cũng cầu nguyện cho ảnh. Bao lâu thì ảnh mới qua có ngày quả? Sau qua ngày sau cái xong rồi nó đáng lẽ là thường mổ phi 1-2 giờ sáng đi thì ít nhất cũng phải 90 giờ trưa được ra, còn này đợi 90 giờ trưa mà bản tên không thấy tên càng lo nữa. Dạ đúng rồi, cứ sợ hoài mà gặp có mình còn à. Đúng rồi. Cái xong rồi cái lúc trưa cái bác sĩ mới nói là cho vô thăm người nhà. Ừ. Mà cho vô thăm mới trời thấy ảnh tội nghiệp, dây nhợ đeo tùm lum người. Ờ chỉ biết là nói là thôi anh ráng. Ừ. Rồi lúc với con của con thì nó ở nhà với bà nội hay bà ngoại? Đúng rồi. Không, bà nội. Ở với bà nội. Ủa, xong rồi cũng về ông bà ngoại luôn. Trời ơi. Rồi dạ. lúc mà vợ vô, lúc mà con mổ bao lâu thì con tỉnh? Dạ, khoảng 5 giờ sáng là mình đã tỉnh rồi con. Nhưng mà cái lúc mà. Vợ vô là có cảm nhận được không? Dạ có, là biết hết. Ừ. Chắc vợ khóc nhiều lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là chắc con nghĩ trong đầu con là bằng mọi cách là con phải vượt qua khỏi cái căn bệnh này, bởi vì vợ còn trẻ mà con thì còn quá nhỏ đúng không? Bây giờ sức khỏe con sao rồi? Giờ sức khỏe bây giờ ổn. Ổn hết. Bác sĩ nói sao? Giờ ổn, không có vấn đề. Ổn hết. Xong cái bao tử là coi như là renew lại hết rồi. Giá là sao, là làm sao ta? Chắc người ta khâu lại. Dạ đúng rồi, cũng nghe nói cũng có cắt một phần nào nữa trong cơ thể anh. Lúc đầu là anh ăn chỉ ít sỉnh, không ăn nhiều được. Bây giờ ăn cũng đâu có nhiều đâu đúng không? Không, sau này từ từ mới ăn cũng. Cái tướng này mà đâu ăn hết được. Rồi sau đó rồi đến bao lâu thì em mới bình phục lại? Mất khoảng thời gian là bao lâu mới bình phục lại? Dạ khoảng 3 năm. 3 năm trời. Rồi 3 năm trời đó có kiên cử gì không?
Kiêng cử thì nói chung là cũng kiêng nhiều, ăn ít chứ không được ăn nhiều, mà ăn nhiều cử. Ở vụ kia có kiêng không? Vụ kia chắc không. Tại vì anh phải kể cho phá không khí. Dạ. Anh thấy vợ nãy giờ tội nghiệp quá. Vậy là bây giờ hai đứa có mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Vậy là cái đứa đầu là 1 tuổi rưỡi là ông đi dính. Dính cái biến cố, đúng không? Dạ. Rồi ông dính về xong một cái là có đứa thứ nhì luôn. Dạ. Sao gì? Trong 3 năm đó đó, trong 3 cái năm mà ông bình phục lại đó là ông vẫn hoạt động bình thường cái vụ kia, đúng không? Tại vì con nói là thôi anh bệnh chắc anh đi với. Không sao đâu, không sao. Một lần một mà con. Một phát ăn ngay là có đứa nhỏ thứ nhì liền không? Đứa nhì. Trời ơi, cái hoạch của hai vợ chồng. Súng đạn nó bể cái hoạch luôn đó. Chị ơi, nó bể cái ruột thôi. Chứ cái vụ kia đâu á, nó không có bể. Thử đâu liên quan gì tới cái kia đâu, hai con người khác nhau mà, đúng không? Trời ơi, vậy là có em bé liền. Dạ. Ừ, vui không? Rồi đứa, đứa sau là suôn sẻ hết hả? Có vấn đề gì nữa không? Dạ suôn sẻ. Không hiểu không? Ủa là trai gái à? Dạ, hai hai bạn gái hết rồi. Hai gái đúng không? Rồi giờ kinh tế tụi con ổn định hết chứ hả? Dạ ổn. Nhưng mà cái giai đoạn mà con vừa phải bình phục rồi vợ lại mang bầu đứa thứ hai thì cái giai đoạn đó kinh tế có khó khăn không? Tại vì tiền chữa trị, tiền thuốc men, tiền nuôi hơi khó khăn cái. Mà cũng nhờ chung là cha mẹ cũng đỡ đần, tại thời điểm đó cha mẹ cũng có làm mà không có. Lúc đó là chắc gia đình hai bên thuận thảo hết rồi ha. Dạ, đúng, đúng không? Thấy rồi cứ bệnh đau hoài rồi xong mà cha mẹ hai bên cũng nói thôi thấy thiếu hụt hoài, nhiều khi không có tiền nuôi sữa đi kia cái cha mẹ hai bên cho. Mên hai nhà gần nhau mà đúng không? Dạ, dạ lúc đó không có gần nữa, người ở quận 12 với ở Phú Nhuận nữa. Rồi bên này gặp biến cố là bị cái ruột. Dạ. Còn em thì có bị cái biến cố gì nó xảy ra không? Sau này thì bé nhỏ nó được 4 tháng mấy thì con đi làm, cái xong rồi nó tự nhiên là lúc đó 4 tháng mấy làm là qua Tết á, tự nhiên tay chân con cầm gì nó cũng rớt hết. Coi như là rồi nó không cảm giác nữa. Kỳ vậy? Dạ. Ủa, sao? Sao vậy? Cái tê tay này kia cứng luôn. Rồi con phải nghĩ là có dấu hiệu bị tai biến không? Không, nó bị giống như là chạy xe không được, nó tê mấy cái đầu tay. Rồi là cái tay trái hả? Dạ. Bác sĩ nói con bị gì? Bị chèn dây thần kinh. Trời rồi đó. Nó bị cái cục xương nó muốn lòi luôn. Vậy là có phải đi mổ hay chữa trị gì không? Có, con tiểu phẫu. Là phải đi mổ. Phẫu rồi con nghỉ ở nhà cũng một thời gian, cũng 3 4 tháng chứ mới đi làm lại. Trời đất ơi. Lúc đó là trong giai đoạn mà bạn này đang phục hồi đúng không? Dạ. Trời sao xui dữ không biết. À quá vậy cứ giống như là mình nợ là nợ. Bởi thôi cho cha mẹ hai bên cũng không thể nào mà không đồng ý được, phải xúm vô để mà hỗ trợ đúng cho. Bây giờ cho, bỏ cho, tụi nó cho nó chết luôn á sao mà. Đúng không? Thôi nhưng mà bây giờ thì đã tất cả mọi sóng gió, những cái biến cố nó đã xảy qua hết rồi đúng không? Dạ đúng không? Nhưng qua mà cơn bị cực rồi đó. Dạ, đúng tới hồi thời lại đấy. Nhưng mà trong những lúc khó khăn như vậy, hai đứa có bị bế tắc rồi cảm thấy khó chịu rồi có cãi vã nhau không? Nhiều lúc thì cũng có, nhưng mà nói thôi thà không sao đâu, từ cũng nói ảnh vậy á, thôi bây giờ mình khó khăn cái từ từ mai mốt sau mình cũng có, mình ráng làm đi cũng có được khá giả, đỡ lo chút thôi chứ không có sao đâu, cố gắng đi. Vẫn luôn đồng hành bên nhau. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là cuộc sống là có tốt hơn nhiều không? Dạ, có đỡ hơn chút ạ. Đã nó qua cơn bị cực rồi mà. Bây giờ muốn hỏi thêm cái nữa để vui trong bụng này. Về kinh tế có ổn hơn được không? Dạ, giờ thì cũng đã ổn. Tại vì hai vợ chồng vừa đi làm mà con thì buôn bán thêm đồ nữa vậy. Tại vì thời điểm đó cũng nhờ nhà bạn á, mua đồ trên mạng bình thường thôi, cái xong rồi thấy vậy á, ta thấy mình khó khăn quá tự nhiên tới thương bạn bè kiểu như mua đồ qua lại giùm á, cũng tình cờ biết mua vậy thôi, cái xong rồi người ta giúp đỡ mình. Là bây giờ con bán hàng online luôn hả hay sao? Dạ vừa bán hàng online rồi xong rồi làm. Vừa đi dạy ha. Dạ. Hồi nãy nói dạy gì em quên rồi. Dạ dạy trường mầm non. Vậy hả? Rồi thôi, bây giờ cái tay thì ok rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là mỗi lần dẫn lên nhéo ông vẫn được đúng không? Thôi giờ cũng phải qua cái kia. Vô vụ kia chị. Bác ý là thì cái cặp này cưng quá, không có muốn hỏi cái kia cưng đó quá. Nhưng mà cái format của chương trình là vẫn phải là sau khi về ở với nhau rồi á thì có những cái tật xấu gì của đối phương nó mới lùi ra mà hồi lúc yêu nhau mình không có thấy. Đó, đó. Có không? Phải có tật xấu gì không? Nói chung mà vợ thì cũng có tật xấu, phải có chứ. Đâu tật gì mà con thấy là con chưa có ưng bụng lắm đâu, tật gì đâu nói cô nghe coi. Bừa bộn quá. Bừa bộn. Nhiều khi tại cái tay nó yếu. Không phải là tay yếu này, còn này là cứ đồ về là dục đó. Rồi ai dọn? Dạ, chồng dọn giùm. Chồng dọn không? Phải chồng bực mình phải không? Bởi chồng lên án liền đó thấy không? À, bừa bộn. Nhưng mà mỗi lần bừa bộn gì, mỗi lần dọn gì có càm ràm bá không? Không. Có vừa làm vừa nói không á?
cũng ít rồi chứ. Không đáng kể làm mệt, về làm mệt rồi mà làm nữa đâu, mình cũng làm cho xong rồi. Rồi ở nhà chăm cũng không còn sức để nói nữa thì chắc mệt quá rồi, không còn sức để nói nữa. Rồi ở nhà hai đứa, hai cô con gái là ai là chăm nhiều nhất? Chung em chăm nhiều nhất. Đâu còn tật xấu gì nữa không con? Ngoài hay quên lắm con. Hay quên hả? Thầy nó mổ tay nó hay quên. Ngoài lại sanh hai đứa nữa cơ mà ngỏ luôn. Có cặp vợ chồng về ông chồng nó hay quên mà hay chứng tỏ mình nhớ dai á. Hay quên. Là nhớ đúng. Hay quên mà thích chứng tỏ mình là người nhớ đúng. Nhớ đúng. Ừ đó vậy đó. Bà có vậy không? Hay quên mà cứ nghĩ quên là quên luôn á. Nhiều dồi lắm. Dù đang làm gì vấn đề, đang làm gì xíu cái quên, cái bắt đầu đi qua làm việc khác. Là cái đó là còn để lại. Mất tập trung á. Ai con đang làm cái xong mà ảnh cứ kêu em làm này cho anh, còn không làm cho ảnh cái anh buồn. Thấy vậy thì thôi kệ làm cho ảnh. Là con quên cái con đang làm đúng không? Ừ. Đó. Thấy vợ vui tính quá. Vui tính rồi trẻ con quá. Rồi còn gì nữa không con? Nói chung là hết rồi con. Có hay nhẹ dạ cả tin không? Nói chung cũng tính cũng thật thà. Đúng rồi. Thà. Cô nói chuyện cô thấy thấy bé nó thật thà quá. Nó dễ bị gạt lắm nè. Có không? Bữa nào có, cô mà thật thà thiệt. Cô mà đến cô khóc lóc, cô nói con ơi cho cái tiền quá kẹt rồi, cô khổ quá là cho. Ý là ai mà nói gì là tin à? Dễ tin người. Thế này có bị ăn hiếp không? Có. Hiền quá rồi đúng không? Hiền. Hồi đó giờ, bây giờ em nói thiệt đi, hồi đó giờ đi chơi với bạn có bị bạn coi như ăn hiếp, bạn chơi trèo trên không? Có, nhiều lúc cũng có. Rồi những lúc vậy thì sao? Em ở vậy nhiều khi con ít, em ít bạn lắm. Thì mỗi người mỗi tánh, bây giờ làm sao bây giờ? Bé nãy giờ nó muốn giữ chắc cũng giữ được à. Đúng không? Con không thể nào con giữ được á, thôi kệ, nhiều khi là những cái gì mà con bị thiệt thòi á đối với bạn bè xung quanh á thì sau này á là con của con nó sẽ không bị như vậy. Dạ đúng rồi. Nó sẽ được hưởng cái Hai đứa nhỏ nó làm sao? Trời ơi, hai đứa nhỏ nó làm bạn bè hả? Đứa nào cũng bu quanh nó thối nhà mà kêu bạn mua trà sữa uống là cứ có là uống. Đứa lớn nhiều. Đó đem ly trà sữa về luôn. 11 rồi. À, đứa nhỏ nhiêu? Dạ năm nay 8. Thôi cũng lớn rồi, lớn mạnh rồi. Rồi bây giờ có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Chung là giờ thay đổi là cái thứ nhất là mình đừng có bừa bộn. Thứ hai là dù mình quên nhưng mà mình phải có sổ ghi, nhớ mình làm cái gì để mình nhớ. Rồi nó ghi xong rồi nó không nhớ cuốn sổ nó để đâu thì làm sao? Đó là quá nặng luôn. Cái đó là quá là nó là hết thuốc rồi. Đó là để cho chồng giữ luôn. Tại vì có những người đó giống như sinh á, con sinh thường hay sinh mổ? Dạ con sinh mổ hai đứa đó. Hai đứa. Nó quên là đúng rồi. Không có nhớ đâu. Bữa đó cái cô vợ mà cái anh chồng kia nói á, là có luôn, có nghĩa là cổ hay quên nhưng mà trong đầu cổ lại mặc định là cổ nhớ đúng, nhớ đúng. Cái đó ác lắm luôn. Mà cái đó là bệnh luôn, không thể nào chữa được. Trời, cái đó là mâu thuẫn hoài luôn á, drama hoài luôn á. Giống như là nói chứ anh, em lấy giùm anh cái này nghe, ly nước à, một ly nước đi. Cổ chưa hề lấy ly nước ra bàn nhưng trong đầu cổ là cổ đã lấy rồi. Cãi cho bằng được là em lấy rồi mà chồng nó chưa hề có ly nước, em lấy rồi vậy đó. Mà có em vẫn luôn lúc nhớ mình đúng. Con sợ hay quên gì á, nhiều lúc con cãi báo thức miết à, tới giờ là giống như ảnh uống thuốc hay gì á, hay hỗ trợ thêm bao tử gì á là con phải cài báo thức. Ừ, cài báo thức đi con, chứ nó ghi sổ là nó không nhớ sổ để đâu đâu. Nhiều lúc cài báo thức cũng hay bực mình lắm con, tại vì cứ 5 phút báo một lần, 5 phút báo một lần, cái dòng mà đang ngủ mà 5 phút báo một lần, 5 phút mà thở thủng quá trời chuyện cần nhớ, thành ra là cứ 5 phút nữa không chết luôn á. Thiệt mà nhỏ ngủ không đủ giấc á, mà cứ báo thức hoài. Thì con ghi vô trong cái điện thoại, con để chế độ rung đi con. Dạ. Không được, không có sao á. Điện thoại lúc nào mình cầm trên tay á. Dạ. Chế độ rung cái 5 phút nó nhắc con lần. Nó rung là nó làm cái gì. Ôi, chứ có điện thoại gì nhiều lúc con quặn luôn. Thấy chưa, không nhớ để điện thoại đâu nữa. Con nó nặng quá rồi. Làm sao? Cũng có đó con, đó. Cũng có đợt đó đi Đà Lạt cũng bị mất cái điện thoại đó con. Mà bảo quên đúng không? Dạ. Không nó để trên bàn xong rồi gia đình chạy xe thôi. Cái hồi mới nói anh ơi, điện thoại em đâu? Ô, điện thoại em bỏ túi. Đâu kiếm cuối cùng có, quay lại gần 1.5 tiếng. Vị trí nó đi 1.5 tiếng mà không nó chạy 1.5 tiếng không chạy hoành lại. Lúc đó là con bỏ hai cái điện thoại của hai đứa nhỏ vô, cái tự nhiên bỏ điện thoại mình ở trên bàn. Rồi giờ lát hồi mới chặt nha. Giờ tới em đó, ổng có bao nhiêu tật xấu khui đi? Ảnh nè, chỉ nóng tính nè. Nóng tính cái gì cũng được á. Nóng tính là thể hiện như thế nào? Nhiều lúc, nhiều khi làm mà gì mệt á, nhiều khi bực bội hay cáu hay thôi à. Có là em không? Thì anh cũng có quát la vậy thôi xong rồi. Thế là em
thôi trời nóng tính ra vậy, xong lát rồi mình xin lỗi anh hay này kia, mình nói nhỏ nhẹ cái anh ảnh xìu với vậy. Cho nên ảnh la là tại vì con hay quên đó. Dạ đúng rồi. Thế là con cũng biết nhiều cho con, dạ. Con bừa bộn đó. Hả? Đó cô nghĩ là chỉ có hai cái đó làm cho ảnh bực bội anh la lên thôi. Mỗi đúng lần à, cái chuyện đó coi như con lỡ tay, dạ. Em lỡ tay rồi ảnh la lên vậy có bao giờ bị quýnh không? Bị quýnh quán? Có lúc nói xong không biết làm gì nữa. Bị quýnh quán. Đúng rồi, bị mất phương hướng á con. Thực sự nhiều khi đó không phải là vợ con cố ý đâu, mà là tức là đó giống như là sanh nhiều ha, rồi bản thân vợ con là cái người quá hiền lành đó, quá hiền lành, với lại cái thần kinh cũng không có vững bằng người khác, tại vì quá hiền, quá kiểu mà thật thà, không có đúng kiểu vậy. Như đó. Đó có những người như vậy đó con, họ lành tính quá đi, thành ra là bây giờ theo cô á là con chỉ nên nóng khi vợ con bừa bộn thôi, còn nếu mà vợ con bị quên á thì con đừng có nóng, là tại vì cái đó không phải là cố tình, mà là do là bây giờ nó quên là nó quên thôi, chứ không thể nào mà mình phải cải thiện từ từ, cho nên lúc mà mình nóng lên á là càng quên nữa. Đúng càng lúng quýnh lên, mất định hướng, là không biết là mình phải nên như thế nào, mình làm như thế nào, thì như vậy cũng tội nghiệp. Thành ra con chỉ nên nóng khi mà vợ con bừa bộn thôi, để cho vợ con sửa cái đó thôi. Mà anh nghĩ cũng nên hạn chế cái việc nóng tính mình với người vợ này. Anh nói thí dụ nha, cổ đang làm một cái việc gì đó, cổ đang cầm một cái vật nhọn hay gì, một cái vũ khí gì đó, không, cái này là có thiệt nha, có nghĩa là vô tình thôi, em có nghe trong một cái hoàn cảnh nào đó em không kiềm chế được, em la lên một cái cổ có bất ngờ quýnh quán, thì những cái vật mà cổ cầm trên tay nó có khả năng gây sát thương cho cổ, cho cổ và cho cả những người xung quanh luôn, thì cái đó rất nguy hiểm. Không, thực ra tại vì bị giật mình thôi chứ không phải chị có chị mình. Với tình trạng của bạn này thì nói chung là mình nghĩ cái chuyện mà lính qua lính quýnh, khi mà bị có một cái tác động từ ở bên ngoài thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lính qua lính quýnh, không biết làm một cái gì cả. Đó. Thì đó, ví dụ như rơi chẳng hạn, như mình đang cầm cái mình rơi, cái rớt vô chân mình đau ví dụ vậy, hoặc là con đang sắc đồ chẳng hạn, đúng rồi, vậy cái hết đứt tay đó, cái bị đứt tay đó. Đó, tội nghiệp em, hiểu không, em phải thật sự ta được cái là nhà ít cầm dao lắm, mà không cho cầm dao, không phải, thí dụ vậy, là bếp, là tại bếp là em nấu hết. Thì biết đâu được bữa nào bà hứng lên á, cái bà hương ấy lên cái bà đó. Hoặc là nhiều khi á bà giá đồ thôi, không sợ cái kim bếp. Cái kim bên đó giá đồ sao vô tay, ôi trời ơi anh ơi dính rồi. Cái kim chọt vô tay xong thiệt. Thấy không, tại người bị mất bình tĩnh á. Thật ra vợ em là một người rất là nhẹ nhàng, rất là mỏng manh yếu đuối. Đó, thành ra mình là cái tùng cây bách, một người cao 1m8 với một cô gái cao 1m5 thì mình phải luôn luôn phải che chở cho bạn đúng ấy rồi. Nên nâng niu bạn ấy hơn. Cô thấy á, bây giờ ba cha con của con á phải là cái người mà gọi là một cái hàng rào để bảo bọc. Đúng rồi. Và che chở cho vợ và mẹ. Không, cái đó cô nói thiệt, tại bạn này rất là yếu đuối, rất là mong manh, và cái thần kinh của bạn không có vững như những người khác đâu. Đúng rồi. Bạn hay bị giật mình thẳng thốt á. Hứa đi. Cũng qua hành trình này cũng mong là sẽ cố gắng khắc phục cái tính nóng của mình. Cố gắng thương vợ nhiều hơn. Bà xúc động lắm á, nãy giờ là bà rất xúc động luôn á. Khóc mấy lần rồi đó. Đó. Với lại là qua những cái biến cố, những cái biến cố mà nó có thể dẫn đến cái chuyện gọi là chia ly sinh tử luôn đó, nó đã đến rồi đó, chứ phải không đâu. 50-50. Và em có biết em nằm ở trong phòng kia, nhưng mà bên ngoài vợ của em nó phải khóc biết bao nhiêu, phải đau lòng nữa, sợ chứ đó. Cho nên khi đã trải qua rồi mình phải càng giữ và phải càng yêu thương cái người phụ nữ. Đúng rồi em. Với lại là con giữ cái mạng sống cho mình là bởi vì con nghĩ tới vợ tới con của con đó. Đó là cái điểm mấu chốt để mà con bảo toàn được cái sức khỏe và cái mạng sống của con trong cái lúc sanh tử, còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm nhớ lời cô dặn nha. Nha. Nhớ nha. 1m8 rồi đúng không? Dạ rồi. Rồi. 1m8 với 1m5 nha chưa. Mình phải làm một cái mái nhà, mình phải làm một cái tùng cây bách. Có mái nhà rồi. Tại vì một đứa 11, một đứa 8. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nói gì nè. Đó giờ nghe là bà đứng kế bên. Hả, phải luôn là cây tùng cây bách vững chắc và yêu thương vợ nhiều hơn. Nghe, lặp lại một câu của chị Vân nãy là qua cơn bị cực tới thời thế lai, và hy vọng là cái thời đó nó đang vận vào hai vợ chồng bạn. Đúng rồi. Rồi, xin chào.